Dạ em chào cả nhà, mình đã quay trở lại kênh của em nha cả nhà. Rồi ngày hôm nay cả nhà em lên một số cái mã cúc thọ hương cho mình lựa chọn để mình xuống làm chơi Tết nha cả nhà. Hôm nay thì em chỉ lên cúc thọ hương thôi nha. Tại vì bên hàng bên em cả nhà cúc thọ hương rất là nhiều ha. Rất là dễ cho mình lựa chọn mình sưu tầm mình chơi Tết ha. Rồi ngày hôm nay em sẽ lên 10 mã cúc thọ hương nha. Rồi cái mã đầu tiên ngày hôm nay cả nhà em sẽ đánh số lại nha. Rồi đây là cái mã số 1A bên vườn của em nha cả nhà. Rồi một cái cúc thọ hương luôn. Dạ cây này là ghép 3 mùa. Cái tán nó tròn đều và nụ của nó rất là nhiều nha. Và cái củ đế quấn rất là đẹp cho mình nha cả nhà. Hàng này đã xử lý rễ hết ha. Dạ chiều cao trung bình là tầm khoảng chừng 45 cm ha. Và cái tàn ngang của nó là 45-50 nha. Rồi cây thì rất là nhiều nụ đang cho mình sưu tầm mình chơi Tết nè. Cái tàn nó rất là tròn và đặc tàn nha cả nhà. Đây, tàn rất là đặc luôn cho mình nè. Cái đây là phía tên của cái tàn nha. Đây, rất là đẹp luôn. Rồi với cây thọ hương này thì bên vườn em giao lưu là 330 nha cả nhà. Em bao luôn phí vận chuyển mình ha. Rồi nếu mà mình mua gộp đơn thì bên em sẽ tính giá ưu đãi cho mình nha. Rồi đây là mã số A1 bên vườn của em ngày hôm nay nha cả nhà. Rồi tiếp theo là mã số A2 ha. Dạ A2 đây, cây cúc thọ hương này nó khá là cao nha cả nhà. Cây này cao khoảng chừng 60 cm tại vì nó có cái đọt ở phía trên á. Rồi cây này thì củ đế được quấn như thế này ha cả nhà, nhìn cũng rất là đẹp mắt cho mình luôn. Nút nụ thì có đây cho mình chơi Tết ha. Em quay kỹ nút nụ cho cả nhà mình xem nha. Rồi đây là cái tàn ha. Nó cũng rất là đặc tàn nha cả nhà. Hôm nay trời mưa thì nó có một số cái lá cả nhà nó bị đốm như thế này ha, mình lật lá bỏ nha cả nhà không sao ha. Vì trời mưa cả nhà thì nó sẽ bị đốm lá thôi ha. Cái này là điều bình thường nha. Rồi một số cái lá như thế này là cả nhà mình có thể lật bỏ nha. Tại vì cây rất là xum xuê lá nên cả nhà mình cứ yên tâm nha. Lật thì cây mình nó sẽ đẹp hơn nha cả nhà. Nè. Nhưng mình lật về này mình bỏ nè, không sao ha, tại vì nó bị mưa, cả nhà mưa nhiều quá thì xịt không kịp thì cái lá nó sẽ bị úng vậy cả nhà, không sao. Rồi mình cứ xem giùm em cái cây này ha. Rồi ok thì mình chốt giùm em ha. Cây này thì em giao lưu giá là 300 cả nhà. Em bao phí vận chuyển cho chúng ta nha. Cây rất là ok cho mình luôn nha. Mã số A2 cả nhà. Rồi mã số A3 nha. Rồi A3 một cây này thì cái tàn hết xum xuê ha. Nó cao nha cả nhà. Cây này cao khoảng chừng 50-55 cm ha. Cạch nhánh xum xuê cho mình nha. Rồi cây này rất là đẹp cho chúng ta luôn. Nụ nút thì rất là nhiều cho mình chơi Tết. Bây giờ mình sẽ xem cái phần củ đế của cây nha. Đây cả nhà. Đây là củ đế của cây nè. Đa số là được quấn rễ hết nha cả nhà. Con cuốn chiếu. Rồi cả nhà, cây như thế này ha. Rồi cây này thì em giao lưu với nhà mình giá là 330.000. Em bao luôn phí vận chuyển chúng ta nha. Cây này 330 nha cả nhà. Bao phí vận chuyển ha. Cả nhà mình thích thì alo dùng bên vườn của em nha. Cây rất là xum xuê luôn cả nhà. Cành nhánh nè. Cái này nó uống nhánh lông nè cả nhà. Trong cái thân nó cuốn nhánh lông ha. Cây rất là xum xuê luôn. Mã số là A3 dùm em nha. Rồi mã số A4 dùm em luôn. A4 là một hàng củ nở nha cả nhà. Đây, củ nở rất đẹp ha. Rồi cây này rất là ok để cho mình sưu tầm chơi Tết luôn. Cây này cao tầm khoảng chừng 50 nha cả nhà. Đây là tàn nhánh ha. Cả nhà mình về vô dây thêm á, sửa tàn lại cho nó tròn nha. Cái này nó đang nằm mà. Nó đang nằm dạng mà nghiêng nghiêng cả nhà. Về mình bẻ qua cho nó qua bên đây miếng ha. Để nó nằm nghiêng nghiêng nó lòi cái củ lên rất là đẹp nè cả nhà. Cây này cao khoảng chừng 50 ha. Rồi cây này em giao lưu là 330 nha. Vườn em bao luôn phí vận chuyển cả nhà. Nụ nốt rất là nhiều để cho mình chơi Tết nha. Rồi đây là mã số A4 giùm em nha cả nhà. Mã số A4 giùm em nha. Rồi mã số A5 luôn. A5 là một cây thọ hương lùng lực đó cả nhà. Cây này cao tầm khoảng chừng 40 thôi ha. Cái này thì quấn bí nè cả nhà. Đây. Quấn bí nha. 1 2 3 4 được 5 6 múi bí nha cả nhà. Rồi cái này quấn múi bí được 5 6 múi nha. Rồi cây này lùng lực xum xuê, cái tàn rất là tròn cho mình để sưu tầm luôn ha cả nhà. Cây này rất là dễ thương luôn nha. Rồi cây này em giao lưu cả nhà mình giá là 330.000 ha. Bên vườn em sẽ bao luôn phí vận chuyển cho chúng ta nha. Đây là mã số là A5 bên vườn giùm em nha cả nhà. Mã số A5 nha. Rồi tiếp theo mã A6 giùm em luôn cả nhà. Rồi A6 cây này cao khoảng chừng 55-60 cm nha cả nhà. Cây này cao ha, cái form nó hơi cao. Rồi tàn nhánh cũng rất là xum xuê cho mình ha. Rồi với cây A5 này em giao lưu là 330 luôn cả nhà. A6 chứ, 330 luôn, bao phí vận chuyển cho mình ha. Hàng thọ hương vào mùa liền cốt cho Tết cả nhà. Nút nụ rất là ok cho mình nha. Rồi mã A6 nha. Rồi 330. Bên vườn em bao luôn phí vận chuyển nha cả nhà. Rồi mã A7 luôn. A7 cũng vậy luôn cả nhà ha. Nút nụ rất là ok cho mình chơi Tết luôn. Cây này quá trời nụ nè. Và cây này được quấn rễ cũng khá là đẹp luôn. Rồi 330 luôn, vườn bao phí. Cây này cao khoảng chừng 50-55 cm ha. Rồi cả nhà A7 nha. 330.000 bên vườn em bao luôn phí vận chuyển cho mình nha.
tiếp theo mã A8 bên vườn ngày hôm nay luôn. Mã này mã A8 nha cả nhà. Rồi cây rất là xum xuê ha, tàn tròn đều cho mình nha. Rồi A8 em giao lưu là 320 bao phí vận chuyển cả nhà. Cả nhà mình thích thì liên hệ giùm em nha. Cây thoát thân rất là đẹp nha cả nhà. Đây. Thoát thân dày tàn xum xuê đẹp ha. Rồi. 320 bên vườn bao phí vận chuyển nha. Cây này cao tầm khoảng chừng 50 nha cả nhà. A8 nha cả nhà. Tiếp theo mã số A9 bên vườn cả nhà. Rồi A9 ha, một cái cúc thọ hương luôn. Cây này được quấn đế rất là đẹp cho mình luôn nha. Rồi cái này thì em giao lưu 330 bên vườn sẽ bao phí vận chuyển chúng ta nha. Nút nụ rất là nhiều để cho mình chơi Tết nha cả nhà. Cây rất là ok luôn, đặc biệt là cái dàn đế của nó rất là đẹp, cái nhà cũ đế ha, rất là đẹp luôn. Ưng cái cũ đế của cây này lắm luôn. Đây cả nhà. Đẹp ha. Rồi cái này 330 nha, vườn bao phí vận chuyển cho mình đó cả nhà. Rồi cây thì nó cao khoảng chừng 45 đến 50 cm nha, tàn nó cũng vậy luôn. Rồi tiếp theo mã số cuối cùng ngày hôm nay mã A10 nha cả nhà. Rồi mã A10 thì em giao lưu là với mình một cái cúc thọ hương nè. Cây này ba mùa liền cốt, cây này cao tầm 60 nha. Rồi tàn nhánh rất là xum xuê cho mình luôn cả nhà. Rồi cây này em giao lưu 330.000 luôn, bao luôn phí vận chuyển cho chúng ta nha cả nhà. Đây củ đế rất là tuyệt vời ha. Cả nhà nó rất là to cho mình luôn nè. Rồi tuyệt đẹp nha. Nụ nút cũng ok cho mình chơi Tết ha. Rồi cúc thọ hương cả nhà ơi, mã số A10 nha. Rồi cả nhà. À, nếu mà cả nhà mình có thích cái mã nào thì liên hệ chốt giùm em qua số điện thoại là 0984955952 nha. Và 0969555952 nha cả nhà. Em hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của em. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này của em nha. Dạ, chào tạm biệt cả nhà mình ha.